Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 05 năm 2024 có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến quản lý và sử dụng giấy phép lái xe, bằng lái xe từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Theo quy định mới, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và các hạng F có thể lựa chọn học online đối với một số nội dung lý thuyết. Cụ thể, đối với nội dung học lý thuyết được lựa chọn một trong các hình thức sau: tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Đối với các môn học như cấu tạo và sửa chữa thông thường, môn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, môn kỹ thuật lái xe, người học phải học tập trung tại cơ sở đào tạo. Đối với nội dung học thực hành lái xe thì hoàn toàn học theo hình thức tập trung. Trong một năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra, sẽ công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.